Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay em gửi tới quý anh chị một vài cái bức hình từ xa tới gần của khu vực cầu quận 9, cây cầu Vành Đai 3 đó anh chị, là một cái khu vực đang thi công rất là nhanh để nhằm đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của người dân khi mà sân bay đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, đầu năm 2026. Tín hiệu xây dựng không ngừng của khu vực này nhằm thúc đẩy cái vấn đề đầu tư của khu vực Nhân Trạch, gửi cho anh em nhà đầu tư những cái nhìn mới nhất về khu vực. Tốc độ triển khai đầu tư công khu vực cực kỳ lớn, có truyền thông media không ngừng đưa tin nhằm phát triển khu vực này, nhằm đáp ứng tiến độ để phục vụ sân bay trong cái thời gian tới anh chị nhé. Cái khu vực này nó đi qua huyện Nhân Trạch vào thẳng vào sân bay, thì đất Nhân Trạch là cơ hội, là chu kỳ để cho anh chị đầu tư bất động sản ở huyện Nhân Trạch. Cảm ơn anh chị đã xem video của em, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngộp ở huyện Nhân Trạch. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Ký gửi bất động sản ở các xã cánh đồng của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội Sunflower, DTA Phước An, Thành Hưng, EcoSun. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.